Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, Chiêu chia sẻ đến các bạn là các yếu tố để giúp chúng ta lựa chọn được một dòng sản phẩm phù hợp để các bạn có thể là tự tin khởi nghiệp với công việc kinh doanh của mình nha. Thì yếu tố đầu tiên mà Chiêu nghĩ nó cũng rất là quan trọng luôn, đó chính là cái dòng sản phẩm bạn lựa chọn phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chúng ta phải có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy tờ pháp lý đầy đủ nha. Và cái sản phẩm đó các bạn nên lựa chọn là sản phẩm có cái đối tượng nó sử dụng trải rộng ra. Ví dụ như thay vì bạn bán một sản phẩm chỉ dành cho trẻ em hoặc là chỉ dành cho phụ nữ, thì bạn nên lựa chọn một sản phẩm mà trẻ em dùng cũng được, phụ nữ dùng cũng được, nam nữ đều dùng được, và người lớn, người già đều dùng được. Thì các bạn, khả năng các bạn sẽ bán sản phẩm đó được cho nhiều người hơn, đúng không? Cái kế tiếp nữa là sản phẩm của các bạn là cái khả năng mà người ta tái sử dụng, tái mua đó, thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm mà cái thời gian mà tái mua sản phẩm đó nó ngắn ha. Thay vì các bạn bán cho người ta là một đôi giày hoặc là một bộ quần áo, thì có thể là cả năm sau, vài tháng sau thì họ mới bắt đầu họ mua. Nhưng mà các bạn lựa chọn dòng sản phẩm mà cái thời gian tái mua ngắn thì họ sẽ mua số lượng nhiều hơn ha, và tái mua nhiều lần hơn nha. Rồi, sản phẩm bạn lựa chọn là phải an toàn nè, không tác dụng phụ nè, và hiệu quả mang lại nó phải nhanh, và người ta cảm nhận được hiệu quả sử dụng nhanh chóng thì người ta mới là đặt niềm tin vào đó và người ta mua nhiều hơn nha. Đó là cái yếu tố đầu tiên mà Chiêu muốn nói đến để chúng ta lựa chọn được sản phẩm ha. Yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai là sản phẩm các bạn lựa chọn là nên theo cái xu hướng dài hạn nha. Xu hướng dài hạn ở đây là gì? Là xu hướng, Chiêu gợi ý xu hướng dài hạn đây ví dụ như là xu hướng về mặt sức khỏe nha, làm đẹp và sức khỏe. Thì các bạn thấy là cái xu hướng này thời nào ai cũng cần hết, thời nào người ta cũng cần liên quan đến cái việc là làm đẹp cũng như là liên quan đến sức khỏe hết. Nếu các bạn lựa chọn được dòng sản phẩm này thì các bạn thấy là cái nhu cầu nó luôn có ha, cái nhu cầu nó luôn có, thì có nghĩa là cái sản phẩm nó không có bị lỗi thời nha các bạn nha. Yếu tố thứ ba cũng là yếu tố cuối cùng mà Chiêu muốn nói đến ở đây, đó chính là các bạn phải yêu thích sản phẩm đó. Ví dụ như chúng ta mua sản phẩm đó về, chúng ta trải nghiệm, chúng ta thấy yêu thích sản phẩm đó, chúng ta có tâm huyết thì chúng ta mới làm mạnh mẽ và chúng ta kiên trì được đó. Vì thì khi chúng ta kiên trì, chúng ta làm mạnh mẽ thì chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ thành công đối với cái việc kinh doanh, trong công việc kinh doanh đối với cái dòng sản phẩm này đấy. Thì trên đây là ba tiêu chí để giúp các bạn có thể là lựa chọn được một cái sản phẩm phù hợp để giúp các bạn kinh doanh online thành công. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của Chiêu, và nếu các bạn có thắc mắc gì thêm thì hãy comment xuống dưới video này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.